lễ phủ quan kỳ và lễ truy điệu đồng chí Lê Văn Chính. Kính mời gia đình đứng ở hai bên linh cữu. Gia đình đứng ở nhét vào bên đây. Gia đình đứng sát hai bên tường này, bỏ cái ghế ra đi. Sát để hai bên tường thì còn danh dự cao còn là cái đứng ở đấy. Chuẩn bị nghi lễ phủ quân kỳ và lễ truy điệu. Xin kính mời gia đình tăng quyến đứng ở hai bên linh cữu. Xin kính mời các đồng chí cựu chiến binh, các đồng chí trong ban lễ tang và bà con cô bác họ hàng khu phố đến trước linh cữu đồng chí Lê Văn Chính. Kính thưa các đồng chí trong ban chấp hành cựu chiến binh phường 22, kính thưa ban lễ tang, kính thưa gia đình tam quyến, kính thưa các ông, các bà, các bác, các anh, các chị nơi đồng chí Lê Văn Chính sinh sống và bạn bè người thân. Kính thưa vong linh đồng chí Lê Văn Chính. Đồng chí Lê Văn Chính, hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, sinh năm 1934 tại xã Bình Cuối, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Từ trần ngày 26 tháng 2 năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 88 tuổi. Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Lê Văn Chính, hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phường 22 tổ chức lễ phủ quân kỳ đồng chí Lê Văn Chính theo nghi lễ hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam từ trần. Có mặt trong buổi lễ này, chúng tôi xin giới thiệu có ông Nguyễn Việt Tiến, chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường 22, có ông Nguyễn Xuân Kỳ, phó chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường 22, có các ông bà trong ban chấp hành cựu chiến binh và các ông bà chi hội khu phố 5. Có ban lễ tang, có các đồng chí đảng viên khu phố 5 và nhân dân tổ 47 khu phố 5, có họ hàng, người thân, bạn bè đồng chí Lê Văn Chính. Lễ phủ quân kỳ bắt đầu. Thôi. Chiến sĩ dinh dự vào vị trí. Quân kỳ vào vị trí. Hai cháu danh dự đứng ở trên đây. Đứng lên đây, đứng trên này, đứng lên đây. Đời mình là một khúc quân hành. Đời mình là bài ca chiến sĩ. Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca. Lễ phủ quân cười xong, xin kính mời
ban tổ chức lễ tang vào làm lễ truy điệu. Xin kính mời các đồng chí trong ban tổ chức lễ tang chúng ta đứng lên vị trí phía trước. Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí trong ban tổ chức lễ tang, các đồng chí đảng viên đảng bộ khu phố năm, cô bác xóm riêng cùng đại diện các cơ quan đơn vị đến viếng và tiễn đưa linh cụ đồng chí Lê Văn Chính. Kính thưa các đồng chí và cô bác anh chị có mặt trong buổi lễ truy điệu hôm nay, với niềm tiếc thương vô hạn, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để tiến hành lễ truy điệu đồng chí Lê Văn Chính, người đồng chí thân thương. Đồng chí Lê Văn Chính do tuổi cao bệnh tật đã mất, đã được gia đình tập thể các y bác sĩ chăm sóc tận tình, nhưng đồng chí đã không qua khỏi và đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 2 năm ngày 15 tháng 1 năm Tân Sửu, hưởng thọ 88 tuổi. Trong các ngày qua, có nhiều cơ quan, đơn vị, bạn bè và thân bằng quyến thuộc đã đến viếng đồng chí với lòng chân thành và mến tiếc. Đến dự lễ truy điệu hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí trong ban tổ chức lễ tang như sau. Một, đồng chí Đinh Khắc Quy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh, trưởng ban. Hai, đồng chí Lương Nguyễn Quốc Hải, Quận ủy viên, Phó ban tổ chức Quận ủy, Phó ban. 3. Đồng chí Đỗ Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường 22, Phó ban. 4. Đồng chí Nguyễn Thị Hiếu, Phó phòng Lao động Thương binh Xã hội quận Bình Thạnh, Phó thành viên. 5. Đồng chí Lê Văn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, thành viên. 6. Đồng chí Trần Văn Bảy, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 22, thành viên. 7. Đồng chí Nguyễn Việt Tiến, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường, thành viên. 8. Đồng chí Lê Đức Hòa, Bí thư Đảng bộ khu phố 5, thành viên. 9. Đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Bí thư chi bộ 5B khu phố 5, thành viên. 10. Đồng chí Đào Thị Hồng Hạnh, cán bộ Lao động Thương binh Xã hội phường 22, thành viên. 11. Ông Lê Văn Kiểm, đại diện gia đình. Sau đây ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời đồng chí Đinh Khắc Quy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, trưởng ban tổ chức lễ tang đọc lời điếu, xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí đại diện quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của Bình Thạnh. Kính thưa các đồng chí đại diện đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc phường 22 quận Bình Thạnh, chi ủy chi bộ và đảng viên chi bộ 5B thuộc đảng bộ khu phố 5 cùng toàn thể các đồng chí, đồng đội, bạn bè thân hữu của đồng chí Lê Văn Chính. Kính thưa toàn thể gia quyến, bà con thân bằng quyến thuộc của đồng chí, trong giờ phút đau thương này, với tình cảm chân thành, niềm tiếc thương vô hạn, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để tiến hành lễ truy điệu đồng chí Lê Văn Chính, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 65 năm tuổi đảng. Đồng chí đã có quá trình cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của nhân dân trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và công cuộc bảo vệ xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thay mặt cho quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc quận Bình Thạnh, ban tổ chức lễ tang và tất cả các đồng chí là bạn bè, người thân, cô bác, anh chị, từ tháng 7 năm 1957 đến tháng 11 năm 1957, đồng chí về công tác tại trại thương binh tỉnh Thanh Hóa. Từ tháng 12 năm 1957 đến tháng 7 năm 1958, đồng chí chuyển công tác tại nông trường Núi Cao, Kiến An. Từ tháng 8 năm 1958 đến tháng 3 năm 1959, đồng chí về công tác tại tập đoàn ép dầu cám Hải Phòng. Từ tháng 4 năm 1959 đến tháng 6 năm 1967, đồng chí là đảng viên thủ trưởng tàu hút TC1 công ty tàu cuốc Hải Phòng. Từ tháng 7 năm 1967 đến tháng 5 năm 1969, đồng chí là đảng viên chỉ huy phó công trường 208 công ty tàu cuốc Hải Phòng. Từ tháng 6 năm 1969
đến tháng 7 1976, đồng chí là đảng viên thủ trưởng tàu hút TC66 công ty tàu cút Hải Phòng. Từ tháng 8 1976 đến tháng 5 1977, đồng chí được phân công làm trưởng đội sáng Tiền Giang. Từ tháng 6 năm 1977 đến tháng 9 năm 1978, đồng chí phụ trách phòng kỹ thuật công trình công ty sáng Trục Vớt. Từ tháng 10 1978 đến tháng 3 1983, đồng chí là sáng trưởng công ty sáng Trục Vớt. Tháng 4 năm 1983, đồng chí đảng và nhà nước được giải quyết nghỉ hưu theo chế độ và về sinh sống và sinh hoạt đảng bộ phường 22 quận Bình Thạnh. Ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng chí Lê Văn Chính đã được đảng, nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, huy chương chiến thắng hạng nhất, bằng khen của thủ tướng và nhiều bằng khen, giấy khen khác, huy hiệu 65 năm tuổi đảng, hơn 65 năm cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng. Đồng chí Lê Văn Chính luôn nêu cao tinh thần tận tụy và ý chí kiên định của người chiến sĩ cộng sản. Đồng chí kinh qua nhiều chức vụ trong đảng, quân đội, không hề nề hà, sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ, luôn hết lòng hết sức hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và tổ chức giao phó. Đối với đồng chí, đồng đội, đồng chí có lối sống giản dị, gần gũi, trọn vẹn nghĩa tình, được nhiều người yêu mến, kính phục. Khi công tác cũng như lúc về hưu, đồng chí luôn phấn đấu giữ phẩm chất đạo đức của người cộng sản. Đối với gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông gương mẫu, trách nhiệm, thường xuyên giáo dục gia đình sống xứng đáng với truyền thống của quê hương Long An và con đường cách mạng mà đồng chí đã lựa chọn và cống hiến suốt cuộc đời mình. Do tuổi cao, sức yếu, mặc dù đã được gia đình, tập thể y bác sĩ chăm sóc tận tình, nhưng đồng chí đã không qua khỏi và rút hơi thở cuối cùng vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 2 năm 2021, nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu. Kính thưa các đồng chí, thưa cô bác, anh chị cùng gia quyến, đồng chí Lê Văn Chính không còn nữa, đảng và nhà nước mất đi người chiến sĩ cộng sản trung kiên đã phấn đấu trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân. Bạn bè mất đi người đồng chí, đồng đội, từ nay vĩnh viễn vắng bóng người chồng, người cha vô cùng yêu quý. Nỗi mất mát này không có gì bù đắp được. Dẫu biết rằng sinh ly tử biệt là lẽ thường tình, nhưng sự ra đi của đồng chí khiến chúng tôi không khỏi xúc động bồi hồi. Chúng tôi nguyện tiếp bước con đường và lý tưởng cao đẹp của đảng mà đồng chí đã trọn đời toàn tâm, toàn ý cống hiến. Đồng chí Lê Văn Chính kính mến, cùng với đồng chí, bạn bè và gia quyến, chúng tôi vô cùng thương tiếc và xin vĩnh biệt đồng chí. Trước lúc tiễn đưa đồng chí Lê Văn Chính về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng ta hãy dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và vĩnh biệt đồng chí. Phút mặc niệm bắt đầu. Sau đây xin kính mời đại diện gia đình phát biểu ý kiến. Kính thưa đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân quận, kính thưa các đồng chí trong đảng ủy, trong hội đồng nhân dân, trong hội của chính mình. Hôm nay là đồng chí thưa ấy là bà con thân mình đến hội. Hôm nay là ngày gia đình chúng tôi là tiễn đưa người cha, người ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi thay mặt cho gia đình xin gửi tới bà con cô bác, các đồng chí đảng ủy quận, các đồng chí trong hội cựu chiến binh là lời cảm ơn sâu sắc. Giờ này là
có lẽ là có trong lúc mà gia đình có cái sự tang nha bối rối, nếu như có cái sự sơ suất nào thì xin bà con cô bác cũng như các đồng chí trong đảng ủy trong ủy ban là nhiệt tình tha thứ. Các cơ quan đơn vị, các đồng chí đảng viên đảng bộ của khu năm cùng cô bác anh chị đã đến viếng và tiễn đưa linh cữu đồng chí Lê Văn Tính về nơi an nghỉ cuối cùng. Để phi điệu đến đây là kết thúc. Sau đây xin kính mời các đồng chí trong ban tổ chức lễ tang, đại diện các tổ chức đơn vị, bà con gần xa thắp thêm hương gần cuối để đưa tiễn đưa đồng chí Lê Văn Tính. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con. Thank you.
sống tiêu.